Rồi vậy thì bây giờ deadlock nó là cái gì? Mình cần nắm cái lý thuyết trước một cái nha các anh chị. Rồi bây giờ giả sử như bây giờ như vậy nè. Nói cái bài toán đơn giản nhất cho các anh chị trước ha. Là bây giờ giả sử như mình có hai cái đĩa và mình có hai cái tiến trình là B1 và B2, thì mỗi một cái tiến trình để mà nó hoàn thành xong công việc á là nó phải có được cả hai cái đĩa này. Nhưng mà do là hai cái tiến trình này nó đều tranh chấp cái nguồn tài nguyên và B1 nó lấy được một đĩa, B2 nó lấy được một đĩa. Điều kiện ràng buộc đó là mỗi một bên như thế nó chỉ hoàn thành xong được công việc khi mà nó có cả hai cái đĩa. Mà đằng này nó có một cái đĩa là rồi cái nó đợi một cái đĩa còn lại đang giữ bởi tiến trình bên kia. Tiến trình bên kia cũng y chang giống vậy. Nó đang giữ một đĩa và nó đợi cái đĩa của cái tiến trình đang giữ, tiến trình còn lại đang giữ. Dẫn đến B1 với B2 nó bị đợi chờ với nhau và nó không giải quyết được cái vấn đề gì cả, không thực thi được. Dẫn đến là mình bị cái khái niệm là deadlock. Nha, thì đó là cái định nghĩa về deadlock, là khi mà tiến trình nó đang giữ cái nguồn tài nguyên và nó đợi tài nguyên đang bị chiếm dụng bởi tiến trình khác. Vậy có một cái vấn đề đó là khi mà để mà mình có thể giải quyết được cái bài toán deadlock thì các anh chị nhớ là mình mà muốn sử dụng cái tài nguyên á thì mình sẽ phải yêu cầu tài nguyên trước. Và khi mà mình được cấp phát tài nguyên á thì lúc đó nè, đầu tiên mình phải yêu cầu. Rồi khi mà mình được cấp phát thì mình mới sử dụng. Và mình xài xong thì các anh chị nhớ là mình phải trả ha, mình phải trả. Nó là cái quá trình thực hiện. Và ở đây mình có một số cái ký hiệu. Đối với loại tài nguyên đó, các anh chị thì thường là chúng ta sẽ ký hiệu là chữ R nha. Và mỗi một cái loại tài nguyên đó, thì nó lại có cái số thể hiện. Ví dụ thường đây là ký hiệu là W, thì W là số thể hiện. Các anh chị có thể hiểu hình dung là giống vậy. Mình có 5 cái máy in thì cái R của mình đó, nó là máy in ha. R là cái máy in. Tài nguyên, loại tài nguyên là cái máy in, có nghĩa là R là cái máy in. Và ở đây giả sử như chúng ta có 5 cái máy in thì W của chúng ta trong trường hợp này nó sẽ là 5. Được ha mấy anh chị ha. Vậy các anh chị sẽ cần phải phân biệt R với W nó lại nha. R đó là loại tài nguyên, ví dụ như là tài nguyên máy in. Vậy hiện tại chúng ta đang có 5 cái máy in, vậy mình có W là bằng 5 ha. Rồi. Vậy để giải quyết cái vấn đề deadlock này thì chúng ta sẽ cần phải bất cứ một cái trường hợp nào á thì để đảm bảo cái vấn đề mà deadlock mà nó sẽ không bao giờ xảy ra thì chúng ta cần phải đảm bảo là một trong bốn cái điều kiện này nè, nó không xảy ra đồng thời. Hay nói cách khác, deadlock xảy ra khi và chỉ khi bốn điều kiện này nè, bốn điều kiện hiển thị cho các anh chị đây nè, nó xảy ra đồng thời của một lúc thì khi đó chúng ta sẽ có deadlock. Thì cái điều kiện thứ nhất là mutual exclusion, là loại trừ hổ tương. Hồi bữa cuối của buổi trước mình có học á, có nghĩa là chỉ có một cái tiến trình tại một cái thời điểm nào đó nó được giữ một cái tài nguyên nào đấy ha, và nó có thể sử dụng một cái nguồn tài nguyên nào đó, nó không có chia sẻ cho những cái tiến trình khác. Kế tiếp đó là điều kiện thứ hai là giữ và chờ, có nghĩa là một cái tiến trình đó, nó đang giữ một cái nguồn tài nguyên và nó đợi một cái nguồn tài nguyên đang bị chiếm dụng bởi cái tiến trình còn lại. Đó là điều kiện giữ và chờ. Rồi điều kiện thứ ba là no preemption. Cái này các anh chị quen luôn rồi, các anh chị nhớ cái preemptive với lại non preemptive, trưng dụng với không trưng dụng đúng không? Rồi cho nên cái này mình không nói lại ha. Và cái điều kiện cuối cùng đó là circular wait, là chờ đợi vòng tròn. Chờ đợi vòng tròn các anh chị có thể hiểu là B, thí dụ như mình có tiến trình B0 đi, B0 nha, nó đang giữ cái nguồn tài nguyên, nó chờ đợi tài nguyên đang chiếm dụng bởi B1. B1 giữ tài nguyên, chờ đợi tài nguyên đang bị chiếm dụng bởi B2. Rồi vân 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 như vậy thì tới đây mình có là B thứ N trừ 1 đang giữ tài nguyên và chờ tài nguyên đang bị chiếm dụng bởi BN. Và BN đang giữ nguồn tài nguyên đang chờ đợi tài nguyên đang bị chiếm dụng bởi B0. Thì nếu như bốn điều kiện này nè nó xảy ra đồng thời cùng một lúc thì lúc đó chúng ta có deadlock. Vậy để không cho deadlock xảy ra thì sao mấy anh chị? Đừng cho bốn điều kiện này nó xảy ra đồng thời cùng lúc
thì một điều là chúng ta sẽ không có deadlock, nhớ nha. Vậy đây là bốn điều kiện xảy ra deadlock, và nhớ là nó phải đồng thời xảy ra thì lúc đó mình mới có deadlock nha. Nếu mà nó không đồng thời xảy ra thì chưa chắc nha các anh chị. Rồi. Rồi, kế tiếp là chúng ta để biết là coi hệ thống của mình nó có bị deadlock hay không thì các anh chị sẽ xem cái đồ thị cấp phát tài nguyên. Thì ở đây á, mình có hai cái loại cạnh, một loại là loại cạnh yêu cầu có chiều từ B sang R, là từ tiến trình qua tài nguyên. Và khi mà yêu cầu xong mà được cấp phát á, thì chúng ta có cái cạnh là cạnh cấp phát với cái chiều là từ R sẽ trỏ qua B. Rồi. Thường ký hiệu mình đó là mình có process nè, là cái hình tròn ha. Rồi đây là tài nguyên của mình, loại tài nguyên của mình ha. Thì đây là tài nguyên và mình ký hiệu thường là chữ hình vuông. Và bên trong cái hình vuông mấy anh chị thấy mình có bốn cái hình vuông nhỏ. Có nghĩa là cái tài nguyên này nè các anh chị, hiện là nó đang có bốn cái thể hiện. Ha, mỗi cái hình vuông nhỏ bên trong đây là một cái thể hiện. Vậy thì tài nguyên này nó đang có bốn thể hiện. Này. Chiều từ B trỏ qua R có nghĩa là cái tiến trình B này nè, nó đang yêu cầu một cái thể hiện của tài nguyên R. Ha. Chiều từ R về B có nghĩa là một thể hiện của tài nguyên R đang bị chiếm dụng bởi tiến trình B. Rồi. Và có một cái điều là khi mà các anh chị nhìn vào cái đồ thị cấp phát tài nguyên, nếu như mà các anh chị không có thấy một cái cycle, có nghĩa là một cái chu trình, thì lúc này đảm bảo là chúng ta sẽ không bao giờ có deadlock. Không chu trình thì không có deadlock. Còn nếu mà có một cái chu trình thì mình sẽ xét tiếp. Nếu mà mỗi một cái loại tài nguyên á, nó chỉ có một thể hiện thôi thì lúc đó deadlock bị xảy ra. Còn nếu như mà mỗi loại tài nguyên có nhiều hơn một thể hiện thì lúc này chỉ có khả năng thôi chứ không có chắc là 100% bị. Rồi. Bây giờ mình nhìn hai cái đồ thị ha. Đồ thị bên trái và đồ thị bên phải. Thì đây người ta có ký hiệu là cái đồ thị bên trái á, là tài nguyên cũng là cái đồ thị này thể hiện là hệ thống của chúng ta có bị deadlock. Còn bên tay phải thì không bị deadlock. Rồi, bây giờ mình xét từ từ. Hồi nãy mình nói là sao ạ? Nếu mà mình phát hiện có cái chu trình à, nếu mà không có chu trình trước đi, không có chu trình thì chắc chắn là không có deadlock. Còn nếu có chu trình thì phải xét tiếp. Thì chắc chắn đây là mình nhìn là mình thấy mình có bên hình đây nè, là có hai cái chu trình rồi. Thứ nhất là gì ạ? Mình có là B1 nè, YR1 nè, B2 nè, R3 nè, B3 nè, R2 nè, B1. Đây là một cái chu trình lớn. Chu trình thứ hai mình có là B2 nè, R3 nè, B3 nè, R2 nè, B2. Như vậy đây là mình có hai cái chu trình. Và ở đây thì cái hình vẽ này thể hiện là mình đang bị deadlock. Rồi giờ mình hiểu sơ này chút nha. B1 có chiều mũi tên của R1 có nghĩa là B1 nó đang yêu cầu một cái thể hiện của R1. Và ở đây một cái thể hiện của R1 được cấp phát cho B2. Rồi, B2 nó đang chiếm dụng một cái tài nguyên của R1, ha, một loại tài nguyên, một thể hiện của R1. Và nó đang yêu cầu một thể hiện của R3. R3 chỉ có một thể hiện thôi và thể hiện đó đang bị chiếm dụng bởi B3. Rồi, B3 đang giữ cái một thể hiện của R3 và nó đang yêu cầu một thể hiện của R2. R2 có hai thể hiện, một cái thể hiện đang bị giữ bởi B1 và một cái thể hiện bởi B2. Thì trong hình vẽ này chắc chắn một điều là chúng ta bị deadlock rồi. Còn trong cái hình bên tay trái, bên tay mặt của mình thì ở đây nó cũng có chu trình, đó là B1, R1, B3, R2, B1. À, rồi nhưng mà tại sao lại không có đất lắm? Rồi các anh chị để ý thử coi tại sao nó không có đất lắm ha. Thì đầu tiên là mình sẽ phải chú ý đến cái thể hiện của mỗi cái loại tài nguyên. Ở đây là các anh chị thấy là mình có R1 có hai cái thể hiện, R2 có hai thể hiện. Bây giờ mình xét cái R2 đi cho nó dễ ha. Thì R2, R1 thì cũng y chang ha. Nó cũng khá là giống với nhau. Rồi R2 có hai thể hiện các anh chị, một cái là đang bị giữ bởi B1 và một cái đang bị giữ bởi B4. Nhưng mà bây giờ nè, mình giả sử nha, cái trường hợp mà B4 nó xài xong tài nguyên, thì khi mà nó xài xong tài nguyên có nghĩa là nó phải trả tài nguyên lại vì cái đường mũi tên này nó đứt đúng không các anh chị, nó không còn cái mũi tên này. Vậy lúc mà nó không còn mũi tên này vậy thì nó sẽ còn một cái thể hiện còn trống. Đây nè, nó còn cái thể hiện trống này nè. À, mà B3 là nó đang yêu cầu một cái thể hiện của R2.
Nếu mà B4 trả có phải là R2 có một cái thể hiện available đúng không các anh chị? Vậy thì người ta yêu cầu mà mình đang có rảnh thì thôi mình cấp cho người ta đi. Vậy nếu trong trường hợp mà R2 nó cấp cái thể hiện cho B3 thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc này cái đường mũi tên này nè nó sẽ đảo chiều. Mũi tên này nó sẽ từ R2 nó trở qua B3. Vậy lúc này cái chu trình nó đã bị phá vỡ rồi. Và một khi nó phá vỡ rồi thì chắc chắn một điều là chúng ta không có deadlock. Ha các anh chị. Rồi. Vậy một số cái vấn đề deadlock thì nãy giờ mình có nói là để mà có deadlock là phải bốn điều kiện xảy ra đồng thời cùng một lúc. Vậy thì mình có thể nào mà mình điều khiển được cái vấn đề này không? Thì mình có thể là đảm bảo là không bao giờ xảy ra cái deadlock bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng những cái biện pháp để mình ngăn chặn và mình phòng tránh deadlock. Nha. Cái trường hợp kế đó là mình cứ đảm bảo là deadlock hả? Cho nó xảy ra luôn. Sau đó mình recover lại sau deadlock. Có nghĩa là mình phục hồi lại sau đó. Còn cái kế đó là ignore. Cái ignore nghĩa là bỏ qua luôn. Mình không quan tâm đến cái vấn đề deadlock. Ví dụ như lúc mà các anh chị nói đâm na các anh chị xài điện thoại di động á. Các anh chị để ý rồi. Mình khi có khi nào mà các anh chị tự nhiên cái mình đang xài cái máy mình nó bị đứng. Nó bị đứng lại rồi tài nguyên bị gì đó bên trong hệ thống đi. Vậy cách xử lý của các anh chị là gì? Có phải thường là lúc đó các anh chị restart lại cái máy luôn đúng không? Cái đó mà kệ nó sau đó restart nó lại. Rồi. Đó là một trong những cái cách mà các anh chị giải quyết trong thực tế. Còn đối với trong cái máy tính của các anh chị thì các anh chị sử dụng như thế nào? Nếu như mà các anh chị xài Windows hay là Excel gì đó đi, mình ví dụ cái đang xài nửa chừng cái bắt đầu tự nhiên bị cái con trỏ chuột nó quay đều nó đứng như đó rồi xong rồi giờ vậy trong trường hợp đó các anh chị làm gì? Không làm được gì hết, nó đứng ngay đó chân đó con trỏ chuột quay hoài, vậy các anh chị làm sao? Một trong những cách mà các anh chị hay làm đó là cách thứ nhất. Thường mấy bạn nhất là sinh viên mới vô mình cũng hay gặp trường hợp này. Vừa mới gặp trường hợp đó cái mấy bạn la lên cô ơi máy bị gì đó, mình chưa kịp phản ứng gì hết rồi là quay lại là mấy bạn đã xử lý xong rồi. Vậy mấy bạn xử lý làm sao? Mấy bạn bấm nút khởi động lại máy tính luôn. Vậy đó có phải là một cách xử lý không? Phải, nhưng mà xử lý kiểu đó có bộ căng nè, lâu dài là sẽ có vấn đề liền đó các anh chị ha. Rồi bây giờ ngày hôm nay mình học môn nguyên lý hệ điều hành coi như là mình khá xong hết rồi. Vậy một trong những cái cách mình làm đó là mình nhấn tổ hợp phím Control Alt Delete đúng không? Để mình vô mình quản lý coi coi các cái tác vụ thực hiện là gì. Rồi mình coi coi cái tiến trình nào mà nó đang bị ngốn nguồn tài nguyên thì lúc đó các anh chị sẽ kết thúc cái tiến trình đó. Để mà cái tiến trình đó nó ngưng, nó có tài nguyên gì đó thì trả lại để cho cái tiến trình khác nó thực thi nha các anh chị. Thì đó cũng là một trong những cách để các anh chị giải quyết. Và khi mà các anh chị tắt ngang Windows hay là Excel gì đó đi thì nếu mà chút xíu sau các anh chị mở lên lại, các anh chị để ý này nói thử ra mấy bữa tới coi chừng coi máy mình nếu mà có gặp trường hợp đó xảy ra thì để ý một chút, mình sẽ thấy liền là phía bên tay trái của cái Word hay Excel gì của các anh chị, nếu mà các anh chị nhấc ngang đột xuất đó, thì nó sẽ có xuất hiện hiển thị là cái thông báo là mình muốn quay về cái bảng vào lúc mấy giờ gì đó nha, các anh chị để ý cho có không. Thì đó là một trong những cái cách xử lý vấn đề đó các anh chị. Rồi. Vậy thì để phòng tránh cái deadlock thì mình làm gì? Nãy mình nói là bốn điều kiện xảy ra deadlock nếu mà nó xảy ra đồng thời cùng một lúc. Vậy bây giờ phòng tránh deadlock thì sao? Đừng cho bốn điều kiện nó xảy ra đồng thời cùng một lúc là được nha. Rồi. Còn kế tiếp đó là phòng tránh deadlock thì sao? Để phòng tránh deadlock thì yêu cầu là mỗi một cái tiến trình đó, nó sẽ phải thông báo trước là nó cần bao nhiêu cái tài nguyên. Đó là cái yêu cầu. Và khi mà các anh chị tìm ra được là bây giờ cái hệ thống của mình đang ở cái trạng thái an toàn thì chắc chắn một điều là hệ thống của mình sẽ không bao giờ bị deadlock ha các anh chị, nếu mà cái hệ thống của mình ở trạng thái an toàn. Còn ngược lại nếu mà ở cái trạng thái không an toàn thì chỉ có một phần nào đó chúng ta bị deadlock mà thôi. Và để thực hiện được vấn đề này á thì các anh chị sẽ sử dụng cái đồ thị cấp phát tài nguyên hoặc là thuật toán banker, thì như hồi nãy có nói là chắc là phần này thì chắc thôi để lại ha, mình sẽ không có thi cái phần sau, mình chỉ hỏi cái phần lý thuyết đơn giản cho các anh chị phía trước thôi. Rồi.
Còn một cái phần kế tiếp đó là deadlock detection, có nghĩa là dò tìm deadlock. Thì để mà dò tìm deadlock á, thì các anh chị sẽ cần phải biết là khi nào hệ thống mình bị deadlock. Vậy lúc này chúng ta sẽ phải có những cái thuật toán để mà chúng ta dò tìm coi hệ thống mình có bị deadlock hay là không. Và nếu như mà mình phát hiện là hệ thống mình bị deadlock thì mình phải recover nó lại, mình phải phục hồi nó. Và cái thuật toán mà dò tìm deadlock này nó phải thực thi rất là nhanh ha các anh chị ha, để đảm bảo là cái hệ thống của mình nó ổn ha các anh chị, mình mới dò tìm được ha. Rồi, cái phần thuật toán thì mình cũng sẽ bỏ qua, mình sẽ không có hỏi trong cái phần thi cuối kỳ của các anh chị hỏi gì cái thuật toán đó, mà mình chỉ hỏi về mặt lý thuyết thôi nếu có. Này, khi mà các anh chị phục hồi sau deadlock thì có một cái vấn đề là như hồi nãy mình có nói là giả sử một cái chương trình nào đó trong máy của các anh chị, hoặc là tự nhiên máy anh chị nó gặp một cái sự cố nào đó, các anh chị không làm được gì nữa, nó bị đứng máy đi. Thì thường một trong những cách các anh chị làm đó là các anh chị nhấn tổ hợp control and delete đúng không? Rồi sau đó các anh chị xem cái chương trình nào mà nó ngốn có nhiều tài nguyên thì các anh chị sẽ kết thúc cái chương trình đó. Thì cái chương trình mà các anh chị kết thúc đó được gọi là victim, victim đó là nạn nhân ha, nạn nhân. Vậy cái vấn đề là các anh chị chọn cái nạn nhân, chọn victim là tiến trình nào để cho cái chi phí, cái phí tổn các anh chị bỏ ra là ít nhất. À, vậy thì các anh chị nhớ là các anh chị sẽ phải lựa chọn. Và sau đó có một cái vấn đề là cũng có khả năng bằng một cái cách nào đó mà một cái tiến trình có thể là nó cứ bị các anh chị là cứ cho nó kết thúc hoài, dẫn đến là nếu mà nó kết thúc hoài vậy thì nó không có cơ hội thực hiện, mà khi không có cơ hội thực hiện thì nó bị starvation nha, nó bị chết đói. Cái khái niệm này khi mà các anh chị học định thời CPU cách thuật toán là các anh chị đã có được nghe nói tới nó rồi ha, bị starvation. Đây, vậy thì chắc tới đây là chúng ta cũng kết thúc cái phần lý thuyết của môn nguyên lý hệ điều hành luôn ha các anh chị.